Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Lựa chọn đúng đắn cho bữa ăn. Thực phẩm chính gạo lứt. Có 3 loại gạo lứt: trắng ngà, đỏ và đen. Gạo lứt là loại hạt còn lại lớp cám và phôi, chỉ xay bỏ lớp trấu cứng bên ngoài. Thực phẩm phụ: rau củ bao gồm cà rốt, bí đỏ, khoai mài, củ su hào, cải bẹ xanh, cải thìa, cải ngồng, cải ngọt, cải đuôi phụng, rau muống, tần ô, rau má, rau bồ ngót, rau chùm ngây, rau dền, rau xà lách son, khổ qua, trái sa kê, mít non, trái gấc, củ hủ dừa. Rau củ mọc thiên nhiên hoặc trồng không sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng. Nước uống: nước thiên nhiên, nên uống nước ấm tối đa 750ml cho một người làm văn phòng. Có thể điều chỉnh lượng nước tùy theo môi trường làm việc, sao cho trong một ngày đêm phụ nữ đi tiểu không quá 3 lần, nam giới không quá 4 lần. Trà gạo lứt, trà đậu đỏ, trà bồ công anh tốt cho người bị âm, bệnh gan. Trà củ sen tốt cho bệnh phổi. Trà ban cha tốt cho bệnh tim mạch, đường ruột, bao tử, vôi cột sống. Chất béo: dầu mè là tốt nhất, kế đến dầu phộng, dầu dừa, liều lượng từ 1 đến 2 muỗng canh dầu một người một ngày. Đường: chỉ người có sức khỏe tốt mới có thể sử dụng một ít mạch nha, đường mía, đường thốt nốt, đường phèn, nên tránh các thực phẩm sau: các loại cà, măng, chao, nấm, đậu hũ, khoai tây, đậu leo, dưa gang, bắp su đỏ, củ cải đường, bơ, sữa, phô mai, trái cây, đường đối với người đang trị bệnh, và rau sống, gia vị, tiêu, ớt, cà ri. Trong bữa ăn, ăn phối hợp các món ăn, làm sao cho quân bình âm dương là tốt nhất. Làm được điều này là cả một nghệ thuật cũng như trải nghiệm, và cần nhất là trí phán đoán. Nên ăn theo thứ tự ăn những món dương trước, ăn những món âm sau. Ăn khoảng 80% bao tử, nếu giỏi ăn 50% bao tử, không nên ăn quá no. Không nên ăn nhiều món trong một bữa ăn. Các thành phần trong thức ăn sẽ gặp nhau trong bao tử và tạo ra nhiều phản ứng hóa học, trong đó có những phản ứng có hại cho sức khỏe mà chúng ta không hề hay biết. Người bị bệnh đường ruột nên ăn cơm lứt với một món trong bữa ăn, một thời gian sau sẽ lành bệnh. Tiên sinh Osawa nói, nếu ăn theo số nhỏ mà sức khỏe không cải thiện thì nên ăn theo số lớn hơn. Cấp ăn cao nhất, cấp số 7 là cách ăn dễ nhất, đơn giản nhất và khôn ngoan nhất. Ăn số 7 suốt đời càng tốt. Theo tiên sinh, người Việt có thể ăn 60% gạo lứt và 30% rau củ với 10% trái cây. Trái cây phải thiên nhiên và đúng mùa, nhưng người bệnh thì phải ăn 100% gạo lứt muối mè. Sau khi ăn số 7 một thời gian mà muốn ăn ra thì phải ăn như sau để được an toàn. 3 ngày đầu ăn 5 miếng cơm một cắp rau, 3 ngày sau ăn 4 miếng cơm một cắp rau, 3 ngày tiếp sau ăn 3 miếng cơm một cắp rau. Cấp ăn từ số 3 trở lên số 7 dành cho người ăn chay. Cấp ăn từ số 2 xuống số âm 3 dành cho người ăn mặn. Theo đó, cấp ăn số 7 là hạt cốc 100%. Cấp ăn số 6, hạt cốc 90%, rau củ 10%. Cấp ăn số 5, hạt cốc 80%, rau củ 20%. Cấp ăn thứ 4, hạt cốc 70%, rau củ 20% và canh súp là 10%. Cấp ăn số 3, hạt cốc 60%, rau củ 30% và canh súp 10%. Cấp ăn số 2, hạt cốc 50%, rau củ 30%, canh súp 10% và thịt cá 10%. Cấp ăn số 1, hạt cốc 40%, rau củ 30%, canh súp 10% và thịt cá là 20%. Cấp ăn số âm 1, hạt cốc 30%, rau củ 30%, canh súp 10%, thịt cá 20%, rau sống 10%. Cấp ăn số âm 2, hạt cốc 20%, rau củ 30%, canh súp 10%, thịt cá 25%, rau sống 10%, tráng miệng 5%. Và cấp ăn số âm 3, hạt cốc 10%, rau củ 30%, canh súp 10%, thịt cá 30%, rau sống 15% và tráng miệng là 5%. Đối với tất cả các cấp ăn trên, nước uống uống càng ít càng tốt, chỉ vừa đủ giải khát. Ha ha ha, 问什么的说